Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, vụ việc bảy người con chia làm hai phe, đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi mẹ già đã 86 tuổi. Những gì tệ hại nhất của đối phương được hai bên phô bày trước tòa để chứng minh sự bất hiếu, vô đạo đức không xứng đáng nuôi mẹ. Vụ kiện tụng giành quyền nuôi mẹ thật khác biệt bởi nhiều thẩm phán bảo chưa từng gặp. Nhiều người tò mò hỏi đồng nghiệp của mình ở nhiều tỉnh khác nhưng cũng chưa từng tìm ra sự việc tương tự. Tòa nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xét xử vụ án tranh chấp quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ và yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ. Dù tranh luận từ buổi xét xử đầu tiên nhưng đến buổi xét xử thứ ba, nguyên đơn và bị đơn đều yêu cầu chủ tọa phiên tòa tiếp tục cho tranh tụng. Theo trình bày của các đương sự tại phiên tòa, nguyên đơn có 4 người, bị đơn có 3 người, tất cả là con ruột của cụ bà đã 86 tuổi. Từ lúc đến tòa Hai phe đã không nhìn mặt nhau. Bị Đơn đứng trước sân tòa, còn Nguyên Đơn đi thẳng vào phòng xét xử. Không khí căng thẳng, khởi đầu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm họ trao cho nhau. Bắt đầu phiên xử, đại diện Nguyên Đơn hỏi Bị Đơn những câu chất vấn như: "Chuyện người con bị đơn dính án hình sự." Bị Đơn nói không trả lời. Nhiều câu hỏi khó tiếp tục được Nguyên Đơn đặt ra khiến Bị Đơn phải to tiếng: "Tôi đề nghị không hỏi chuyện cá nhân, vụ kiện này dành quyền nuôi mẹ." những câu hỏi phải liên quan đến vụ việc. Những câu hỏi nguyên đơn đưa ra nhằm để chứng minh với tòa là bị đơn bất hiếu, không có đạo đức. Trong đó có những câu hỏi của nguyên đơn về người cha đã mất với lý do Chúng tôi đòi quyền nuôi mẹ xuất phát từ việc bị đơn đối xử không tốt với cha. Xin cho tôi được nói. Lập tức những cái liếc mắt chề môi được phía bị đơn hướng về phía nguyên đơn. Nguyên đơn liên tục khẳng định Họ mới là người chăm sóc cha mẹ lâu nay Phía bị đơn bất hiếu Đến phần bị đơn đặt câu hỏi Cũng xoay xung quanh việc chứng minh mình có hiếu Và nguyên đơn mới bất hiếu Bị đơn hỏi nguyên đơn là anh trai mình Từ năm 2017 Cha gãy chân nằm tại nhà Ông có chăm sóc ngày nào không Nguyên đơn trả lời Con mày dọa đánh nên tao không về chăm cha được Bị đơn tiếp tục hỏi vặn Cha mất ông có xây mồ mả cho cha không Cao trào đẩy lên từ câu hỏi này Phía nguyên đơn cho biết Toàn bộ tiền phúng điếu bị đơn giữ Nguyên đơn không biết bất cứ việc gì Nhà thờ của cha mẹ Cũng đứng tên bị đơn Và thậm chí lúc cha tôi mất Nó còn tranh giành cầm di ảnh Đưa tôi cầm bài vị Thì nói gì việc cho tôi chăm cha Bị đơn lập tức nói Vậy là ông ngu Con trai cả phải cầm bài vị Bởi anh em ruột nhưng tại phiên tòa không còn chỗ cho máu mủ Họ gọi nhau bằng ông tôi, mày tao Họ chia đôi chiến tuyến, tham chiến bằng sự đối địch. Từ tranh luận chuyển sang công kích nhau lúc nào không hay. Ba Trần Thị Thanh Bình, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, phải liên tục nhắc hai bên tranh tụng tôn trọng nhau, không sử dụng lời lẽ thóa mạ và công kích đạo đức của nhau. Nếu có hiềm khích cá nhân thì nói với nhau ở một nơi khác. Phiên tòa trần trụi, những góc khuất trong cuộc sống được hai phía lột sạch. Bên nào cũng cho rằng đối phương bịa đặt, vu khống mình. Đề nghị đưa ra bằng chứng Vài người họ hàng ngồi nghe đã lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng ai hiểu vì sao gia đình hòa thuận, bảy người con cùng nhau yêu thương cha mẹ, giờ lại ra trốn công đường để tranh giành quyền nuôi mẹ. Đã có tiếng khóc phát ra từ phía nguyên đơn, bởi trong đơn kiện, họ cho rằng đã 5 tháng không được gặp mẹ. Mỗi lần về thăm thì bị đơn ngăn cản. Thậm chí còn bị đuổi đánh khiến Nguyên Đơn gãy tay và chảy vùng mặt. Công an xã đã lập biên bản một số hành vi khác của bị đơn. Nguyên đơn chuẩn bị 42 video đề nghị chiếu trước tòa để chứng minh bị đơn không xứng đáng nuôi mẹ. Bị đơn không cho vô nhà thắp hương cho cha, họ phải gửi cha lên chùa thờ. Rằng giặc nỗi niềm, hai vị hội thẩm nhân dân và vị đại diện viên kiểm sát từ đầu đến cuối phiên xử không nói một lời nào. Ánh mắt họ đượm buồn với vụ án hy hữu này. Trước khi tòa nghị án, Nguyên đơn cho rằng phía bị đơn có một người chửi bới cha mẹ và nhân thân không tốt một người từng từ mặt cha người còn lại trước nay chưa lo cho cha mẹ về cả vật chất lẫn tinh thần tư cách đạo đức họ không xứng đáng để nuôi dưỡng mẹ còn bị đơn nói phía nguyên đơn có hai người ở thành phố hồ chí minh một người ở quê thì không có nhà cửa người còn lại nhà cửa tạm bỡ làm thuê không thể nuôi mẹ già lâu nay mẹ ở với tôi rất tốt và tôi đang thực hiện cam kết bằng văn bản nuôi mẹ đến chết trong phần nhận định và tuyên án Hội đồng xét xử viện dẫn các điều khoản trong luật hôn nhân gia đình và luật người cao tuổi. Các con có quyền, nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già như nhau. Nhất là người mẹ đã 86 tuổi, tâm trí lúc nhớ lúc quên. Vì vậy, bị đơn ngăn cản việc thăm nom, phụng dưỡng mẹ của nguyên đơn là không đúng pháp luật, phải chấm dứt ngay hành vi này. Về phần giành quyền trực tiếp nuôi mẹ, tòa xét thấy cả 7 người con chưa ai bị xử phạt hành vi ngược đãi cha mẹ, quyền nuôi dưỡng như nhau. Căn cứ các điều luật tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành tuyên mỗi bên trực tiếp nuôi dưỡng mẹ 6 tháng, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10, nguyên đơn sẽ nuôi mẹ. Khi hết 6 tháng, quyền nuôi mẹ được chuyển lại cho bị đơn. Việc này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi người mẹ mất hoặc hai bên ngồi lại cùng nhau tìm được tiếng nói chung, phiên tòa kết thúc. Nếu đôi bên không có luật kháng án, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật việc thi hành án đồng nghĩa với mẹ già phải di chuyển đến những nơi ở khác nhau, điều ấy đủ để tất cả đau lòng. Thưa quý vị, một số cha mẹ già bất hạnh bị con cái chiếm đoạt tài sản rồi bỏ rơi ngược đãi, phải sống lang thang vất vưởng. Pháp luật có quy định rõ biện pháp chế tài với những người con bất hiếu này, nhưng vì lý do gì đó, chính quyền địa phương chưa xử lý nghiêm, khiến những người già rơi vào cảnh khó khăn cơ nhỡ. Chuyện xảy ra ở Vĩnh Long, khi được mẹ ký giấy sang tên nhà, con trai trưởng đã đuổi mẹ ra đường, độc chiếm đất canh tác của gia đình, giữa chốn đông người lại chửi mắng nhục mạ. Nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bà N đã 78 tuổi ở xã Thuận An, huyện Bình Minh, Vĩnh Long, từng có nhà cửa, tài sản. nay phải ở trong căn nhà tròi nhỏ là tiệm sửa xe đạp của người con rể. Vợ chồng bà có 6 người con đều đã có gia đình Vợ chồng bà có ngôi nhà khang trang để ở, đồng thời thờ cúng tổ tiên. Trước đó, hai ông bà sống cùng với con trai trưởng trong ngôi nhà ấy. Bà Nờ nghẹn ngào nói, Trước đây tôi định để căn nhà thờ cho đứa con trai út, nhưng vợ chồng thằng C, con trai lớn ngày đêm năn nỉ ỉ ôi, nói tôi làm giấy tờ giao căn nhà thờ cho hai vợ chồng nó, thì tụi nó sẽ phụng dưỡng tôi suốt đời. Chẳng ngờ, Chủ quyền nhà vừa sang qua tên nó thì nó đuổi tôi và quăng bàn thờ cha nó ra đường. Theo lời bà nờ trước đây bà có mấy chỉ vàng gửi cho con dâu là vợ C. Cuối năm 2011, bà bị bệnh biếu tim, cao huyết áp nặng, phải vào viện. Không muốn phiền con, bà yêu cầu cô con dâu đưa vàng bán lấy tiền thanh toán tiền thuốc, viện phí. Nhưng con dâu tuyên bố vàng đã mất nên không trả. Các con gái của bà N phải gom góp tiền thanh toán viện phí cho mẹ Nhân đám rỗ chồng Bà N bàn với các con chia phần đất 6.800m2 của gia đình làm 5 phần Trong đó hai con trai mỗi người 2.400m2 hai người con gái có hoàn cảnh nghèo mỗi người 1.000m2 hai người con gái còn lại không yêu cầu nhận đất Phần đất còn lại là nơi chôn cất cha mẹ Ông bà nên ông C là người ở nhà thờ họ phải trông nom, săn sóc mộ phần tổ tiên. Ông C không đồng ý với cách chia của mẹ, đòi toàn bộ đất đai phải để cho vợ chồng ông canh tác. Thấy ông C căng thẳng lớn tiếng, bà N đề nghị nếu ông con trai không đồng ý với cách chia như vậy thì bà sẽ đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan hữu trách chia đất theo luật thừa kế. Nghe tới đây, ông C lớn tiếng mắng chửi mọi người trong gia đình, không chịu ký giấy tờ phân chia đất bà nờ sụt sùi kể. Sau đám rỗ, đến ngày mùng 9 tháng 7, thì thằng C bất ngờ đến trước mặt tôi, tay chỉ thẳng vào chán, lớn tiếng nạt nộ. Bà nờ bà lập tức đi ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ trở lại căn nhà này. Bà phải đem ảnh thờ của thằng chồng bà, cha ruột ông C đi luôn theo bà. Tôi không bao giờ cho bà bước chân vào căn nhà này nữa. Bà nờ rụng rời tay chân, chưa biết xử lý ra sao thì ông C gom đồ đạc quần áo của bà quang ra sân đến tù thờ lấy tất cả ảnh thờ của cha ruột và tổ tiên ném theo đồ đạc của bà nhưng giữ lại chiếc tủ thờ bằng gỗ và bộ lưu đồng loại lớn các chị em gái của ông c nghe hung tin chạy về phía thì ông chửi rủa bằng những lời lẽ rất thô tục sau khi đóng chặt cửa nhà không cho ai vào thấy vậy bà t là con gái thứ sáu cùng chồng đưa bà n về sống tạm tại căn tròi nhỏ là tiệm sửa xe đạp một người dân sống gần nhà ông C cho biết Chuyện ông C ngược đãi, chửi mắng cha mẹ đã diễn ra nhiều năm Nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn vì sợ vạ lây, bị trả thù Sau khi ông C đuổi mẹ và quăng bàn thờ ra đường Công an xã Thuận An đã đến lập biên bản Ngày 8 tháng 10, chính quyền ấp đã tiến hành hòa giải Nhưng ông C bác bỏ toàn bộ yêu cầu của mẹ già và các chị em gái Bà T kể, hôm hòa giải bất thành Trước mặt những người chứng kiến, Ông C chỉ vào mặt mẹ ruột la lớn Sao bà không chết đi cho rồi Người ta 70 tuổi, 80 tuổi đều chết hết Sao chỉ còn bà là không chịu chết Khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán Sau đó xã Thuận An tổ chức họp hòa giải Ông C không tham dự Theo những người dân xung quanh cho biết Hành vi ngược đãi mẹ già của ông C Chỉ bị phê bình kiểm điệp. Ông C vẫn ngăn cản mẹ già trở về nhà Còn bà N ngày ngày vẫn nằm dưỡng bệnh trong căn tròi sửa xe đạp của người con rể. Thiệt nghĩ, chính quyền địa phương cần nghiêm khắc áp dụng pháp luật trong việc bảo vệ quyền hợp pháp về nhân thân và tài sản của bà Nờ. Thưa quý vị, chữ hiếu luôn trở thành chủ đề gây tranh cãi ở khắp nơi trên thế giới. Về cơ bản, ai cũng hiểu rằng cái gốc của mỗi con người đều nằm ở gia đình, ở mối quan hệ giữa con cái và bố mẹ tựu chung lại, điều quan trọng nhất chính là anh em đoàn kết để có thể cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Đây không chỉ là quy định của pháp luật mà còn là đạo đức xã hội, lối sống, quan niệm từ bao đời này. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!